Xin chào tất cả các em, sau đây thì thầy sẽ hướng dẫn các em trả lời bài tập số 1, trang 132 sách giáo khoa đại số và giải tích 11. Đề bài số 1 của chúng ta như sau: dùng định nghĩa tìm các giới hạn sau. Câu A: lim x cộng 1 trên 3x trừ 2 khi x tiến đến 4. Câu B: lim 2 trừ 5x bình trên x bình cộng 3 khi x tiến tới dương vô cực. Thì ở câu A thì ta sẽ sử dụng định nghĩa số 1, trang 124. Tính lim của fx khi x tiến đến x0 mà x0 cụ thể ở bài 1 câu A là bằng 4. Được chưa? Thì ta sẽ sử dụng định nghĩa 1. Đây, lim khi x tiến đến x0. Ở câu B thì ta sẽ sử dụng định nghĩa số 3, trang 128. Đó là tính lim của fx khi x tiến tới dương vô cực hoặc âm vô cực. Cụ thể ở bài toán ở bài 1 thì ta sẽ xét khi x tiến tới dương vô cực. Chúng ta cùng quan sát xem lại định lý 1, định nghĩa 1 và định nghĩa 3 phần A của sách giáo khoa. Rồi, giờ chúng ta sẽ làm như sau. Câu A theo đúng định nghĩa nhé. Đầu tiên, ta phải xem hàm số này xác định trên đâu. Được chưa? Ta thấy ngay, mẫu số của ta là 3x trừ 2. Vì vậy, hàm số phải xác định trên R trừ đi hiệu 2/3. Và giờ ta có x0 bằng 4 thuộc vào cái khoảng K. Khoảng K ở đây ta chọn là 2/3 nhân dương vô cực. Đó, x0 người ta bằng 4, được chưa? Thuộc vào khoảng K. Giả sử xn là dãy số bất kỳ và xn thuộc vào khoảng K, xn và ta khác 4 và xn dần đến 4 khi n tiến ra dương vô cực. Hay lim của xn bằng 4. Lúc này ta có lim fxn bằng lim xn cộng 1 trên 3xn trừ 2. Bây giờ ta thay tất cả những chỗ có xn bằng 4. Ta kết luận vậy lim x cộng 1 trên x
3x trừ 2 khi x tiến đến 4 bằng 1 phần 2. Câu B, lim, ta sẽ đi tính lim của 2 trừ 5x bình trên bình cộng 3 khi x tiến ra dương vô cực. Đầu tiên ta xem hàm số của ta sẽ xác định trên R đúng không? Tại vì mẫu số của ta luôn dương rồi. Sử và xn dần tới dương vô cực khi n dần tới dương vô cực. Lúc này thì ta sẽ có lim xn sẽ bằng dương vô cực. Và giờ ta đi tính. Xn ra dương vô cực, ta chia cả tử và mẫu cho xn bình. Ta tính ra được 0 này, 0 này, chỉ còn lại âm 5 trên 1 bằng âm 5. Vậy lim tức là lim 2 trừ 5x trên x 5 trừ 5x bình trên x bình cộng 3 sẽ bằng âm 5.